Một người hèn biểu là thế, đừng khen cho em bận nhé. Ngày nói nhớ nhung về anh mơ lâu đã in sâu trong trái tim. Người ơi anh có thấy em đã yêu anh rồi đây? Sao chưa bên cạnh nhớ những ngày chúng ta sẽ không xa rời. Và mùa xuân nhanh đến đây, và kia liệu có thấy đôi trời buồn, liệu đã có phải là mơ? Và mùa xuân nhanh đến đây, và kia liệu có thấy đôi trời buồn, liệu đã có phải là mơ? Một người hèn biểu là thế, đừng khen cho em bận nhé. Ngày nói nhớ nhung về anh mơ lâu đã in sâu trong trái tim. Người ơi anh có thấy em đã yêu anh rồi đây? Sao chưa bên cạnh nhớ những ngày chúng ta sẽ không xa rời. Và mùa xuân nhanh đến đây, và kia liệu có thấy đôi trời buồn, liệu đã có phải là mơ? Và mùa xuân nhanh đến đây, và kia liệu có thấy đôi trời buồn, liệu đã có phải là mơ?
một người hẹn biểu là thế, đừng khen cho em bận nhé. Vì nói nhớ nhung về anh mơ lâu đã in sâu trong trái tim. Người ơi anh có thấy em đã yêu anh rồi đây? Sao cho bên cạnh nhớ những ngày chúng ta sẽ không xa rời. Và mùa xuân nhanh đến đây, và kia liệu có thể để trời buồn, liệu đó có thể là mơ. Và mùa xuân nhanh đến đây, và kia liệu có thể để trời buồn, liệu đó có thể là mơ.
một người hẹn biểu là thế, đừng khiến cho em buồn nhé. Vì nói nhớ nhung về anh mơ lâu đã in sâu trong trái tim. Người ơi anh có thấy em đã yêu anh rồi đây? Sao cho bên cạnh nhớ những ngày chúng ta sẽ không xa rời. Và mùa xuân nhanh đến đây, và kia liệu có thể để trời buồn, điều đó có thể là mơ. Và mùa xuân nhanh đến đây, và kia liệu có thể để trời buồn, điều đó có thể là mơ.
một người hiền miêu là thế, đừng khen cho em bận nhé. Ngày nói nhớ nhung về anh mơ lâu đã in sâu trong trái tim. Người ơi anh có thấy em đã yêu anh rồi đây? Sao cho bên cạnh nhớ những ngày chúng ta sẽ không xa rời. Là mùa xuân nhanh đến đây và kia liệu có thể để trời buồn? Liệu đó có phải là mơ? Là mùa xuân nhanh đến đây và kia liệu có thể để trời buồn? Liệu đó có phải là mơ? Thank you.
một người hẹn biểu là thế, đừng khen cho em bận nhé. Vì nói nhớ nhung về anh mơ lâu đã in sâu trong trái tim. Người ơi anh có thấy em đã yêu anh rồi đây? Sao cho bên cạnh nhớ những ngày chúng ta sẽ không xa rời. Và mùa xuân nhanh đến đây, và kia liệu có thể để trời buồn, điều đó có thể là mơ. Và mùa xuân nhanh đến đây, và kia liệu có thể để trời buồn, điều đó có thể là mơ.
Một người em yêu là thế, đừng khen cho em bằng nghe. Ngày nói nhớ nhung về anh mơ lâu đã in sâu trong trái tim. Người ơi anh có thấy em đã yêu anh rồi đây? Sao cho bên cạnh nhớ những ngày chúng ta sẽ không xa rời. Và mùa xuân nhanh đến đây, và kia liệu có thấy đôi trời buồn? Điều đó có vẻ là mơ. Và mùa xuân nhanh đến đây, và kia liệu có thấy đôi trời buồn? Điều đó có vẻ là mơ.
một người hẹn biểu là thế, đừng khen cho em bận nhé. Vì nói nhớ nhung về anh mơ lâu đã in sâu trong trái tim. Người ơi anh có thấy em đã yêu anh rồi đây? Sao cho bên cạnh nhớ những ngày chúng ta sẽ không xa rời. Và mùa xuân nhanh đến đây, và kia liệu có thể để trời buồn, liệu đó có phải là mơ? Và mùa xuân nhanh đến đây, và kia liệu có thể để trời buồn, liệu đó có phải là mơ? Một người hẹn biểu là thế.